Úi dồi ôi, nịnh mũi như thế này thì bảo sao, cứ mỗi khi gió mùa về, mùa đông đến thì rất nhiều người recommend và khen ngợi hết lời dành cho một cái tổ hợp thuốc lá cùng với mật ong. Chắc chắn các bạn đoán là gì rồi đúng không? Đó chính là Natsot của nhà Sherlock. Và đây cũng là một chai nước hoa mà mình đã hứa từ năm ngoái là sẽ làm review chia sẻ. Và đương nhiên nó cũng sẽ xuất hiện ở trong một cái video phỏng vấn cùng một cái tên mà rất nhiều bạn thắc mắc, đó là giữa Nasos và Theros thì đâu là mùi hương sẽ tốt hơn. Thì đợt tới tôi sẽ đi quay phỏng vấn. Và thêm một cái nữa, đó chính là mùa đông năm nay thì ở phân khúc tầm trung chắc chắn sẽ có cái tên này, nên là các bạn sẽ cùng đón xem mùi hương này có gì đặc biệt mà mình lại cho vào lít nước hoa mùa đông tầm trung của Nam năm 2023 nhá. Trước tiên thì nói về nhà nước hoa Sherlock thì chúng ta sẽ biết tới một đất nước, đó là Italia, Ý. Và Italia thì có khá là nhiều những thương hiệu như kiểu Acqua di Parma thì cũng là một trong những cái thương hiệu làm cái mùi hương theo cái hơi hướng khá là phóng khoáng, đặc biệt là đấy là cái nét đặc trưng của những nhà nước hoa Ý. Và bên cạnh đó thì chúng ta nhắc tới Ý thì chúng ta sẽ nhớ tới bờ biển Địa Trung Hải, nơi mà có rất nhiều những cái cây cam chanh suy chút, cũng như là những cái nhóm mùi hương này của những cái thương hiệu Ý thì nó cũng rất là chân thật, ngửi rất là tự nhiên. Một vài cái tên mà các bạn cũng có thể tìm qua của nhà Sejop, thí dụ như Neo, như kiểu là Renaissance, đấy đều là những cái tên mà mình nghĩ rằng nếu như bạn thích cam chanh, thích suy chút thì chắc chắn bạn sẽ thích. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế như thế này, thì mình cũng sẽ chia sẻ từng cái thông tin ở trên cái phần thân chai này nhá. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy đó là cái con số 1861. 1861 thì không phải là năm thành lập của Sherlock, nó cũng không phải là năm ra đời của Nasos, mà nó là năm thành lập thống nhất của đất nước Italia. Đó. Và ở đây thì nó cũng sẽ có hai màu rất đặc trưng, đó là màu xanh và màu đỏ. Hai màu này thì các bạn nhìn thôi là các bạn sẽ nhớ tới quốc kỳ của đất nước Italia rồi đúng không? Đó. Và bên cạnh đó thì Nasos cũng là một cái tên mà của một cái thành phố ở vùng Địa Trung Hải của Ý. Nhưng mà trước đây thì Nasos là trong cái thời kỳ mà của Hy Lạp thì nó là một cái phần thuộc địa của Hy Lạp. Bây giờ thì nó nằm trên cái giải ở vùng Địa Trung Hải rồi. Thì đó là một vài cái chia sẻ. Và ngoài ra thì Nasos nằm trong bộ sưu tập 1861. Trong bộ sưu tập này thì nó có bốn mùi hương. Đầu tiên thì đó chính là mùi của Renaissance. Thứ hai đó chính là con Zephyro, và cái thứ ba là con Decad, và cái thứ tư đó chính là Nasos. Mỗi một mùi hương thì nó sẽ tôn vinh những cái vẻ đẹp riêng của đất nước Italia, và ở Nasos thì sẽ tôn vinh vùng biển Địa Trung Hải, đó chính là Sicily. Có vẻ không liên quan lắm, tại vì chúng ta sẽ thấy rằng Sicily thì chúng ta sẽ nhớ tới đó là cam chanh đúng không? Tại sao mà người ta lại tôn vinh Nasos, một nhóm mùi thuốc lá cùng với mật ong, lại là mùi đại diện cho một vùng Sicily? Cái ở đây mà thương hiệu Sherlock muốn chia sẻ đó chính là ngoài cái phần mà người ta sử dụng những cái nguyên liệu ấy, ở cái phần top note của chai nước hoa Nasos này các bạn sẽ nhận thấy có citrus, cam chanh, hoa lavender, và đây là một trong những cái nét đặc trưng của Italia và vùng Địa Trung Hải. Và bên cạnh đó thì cái việc sử dụng gia vị mật ong cùng với thuốc lá nó thể hiện cái sự phong phú, cái sự tương phản và cái sự giàu có cũng như là rất nhiều màu sắc mà đất nước Ý mang tới. Và qua đây thì cái thương hiệu Sirop nó cũng muốn nói tới đó là đất nước Ý thì có rất nhiều bản sắc khác nhau, và đất nước của họ là một đất nước rất giàu tài nguyên, rất là phóng khoáng và cung cấp cho ngành hương rất nhiều những sáng tạo hay ho. Thì đó là một vài điều về Nasos. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần mùi hương. Mùi của Nasos thì mình đã mặc đâu đó khoảng tầm 5 đến 7 ngày gần đây rồi. Trước đây thì có chia sẻ rằng là mình đã xịt Nasos từ năm 2019, 2020 rồi. Nhưng mà
từ đó đến giờ thì mình thực sự là không nhớ mùi hương nữa. Và cũng có một vài cái đó là Sejop Nasos nó cũng đã bị thay đổi về cái packaging, về cái thiết kế chai. Và nhiều người nói rằng là những cái phiên bản mới bây giờ thì nó không còn ngon như là phiên bản cũ. Nên là mình cũng đã lấy về thẩm thật kỹ để xem rằng với những cái ký ức mình nhớ về Nasos thì với phiên bản này nó có khác gì nhau không. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ không thấy thuốc lá quá rõ rệt, mà cái mùi các bạn nhận ra đó là một cái nét rất tươi. Mình nghĩ rằng là từ những cái vỏ cam sành khi mà vừa mới vắt xong ấy, nó có một cái nét tươi hơi đắng đắng và cái mùi của lavender hơi chút bột bột một xíu. Lúc đầu thì khi mà mình xịt ra mình khá thắc mắc liệu đây có phải là Nasos hay không. Thì, nhưng mà yên tâm, nếu như các bạn ngửi kỹ hơn, dành nhiều thời gian hơn ở cái phần top note thì các bạn sẽ thấy rằng Nasos khá là thú vị khi mà họ sử dụng đúng cái concept đó là tạo nên cái sự gọi là tương phản ở cái phần top note và phần dry down. Khi mà top note họ sử dụng citrus làm cho cái sự giàu có, cái nét đặc trưng của Italia. Thì nếu như mà dành thời gian ngửi kỹ nhá, thì các bạn sẽ thấy rằng cái mùi hương này ấy, nó có một cái đó là một cái nét ngột ngạt ở phía sau cái cam chanh mà các bạn ngửi ở ban đầu. Nếu như các bạn ngửi kỹ, cái nét ngột ngạt này nó chỉ chờ kiểu xin mời, lên đi em, là nó sẽ ập ra. Và sau đúng 15 phút thì đúng thật, đó là một cái bay mùi rất dày của phấn này, của một chút gia vị cay nồng. Thực ra thì các bạn sẽ nghĩ tới ngay thuốc lá, nhưng mà với mình thì qua một cái thời gian trải nghiệm thì mình thấy rằng là đây là cái combo giữa lavender làm rất bột, rất nhiều phấn bột kết hợp cùng với nét cay của gia vị tạo nên một cái bay mùi rất là nồng nàn, ngột ngạt, đập vào mũi. Và mùi hương này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một phần nào đó có cảm giác giống với những cái mùi thuốc lá mà chúng ta được tiếp cận ngoài đời sống hàng ngày. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trong đa phần những sáng tạo, những chai nước hoa có nhóm mùi thuốc lá thì cái việc mà sử dụng gia vị quế, tiêu hay là lavender đó là một cái combo để tạo ra một cái vibe mùi thuốc lá khá là chân thật. Thì Burberry London này, rồi những cái mùi như là Fenbuklet Tobacco hay là Spy Bomb của nhà Victor & Rupp, nó đều có những cái nốt hương này ở trong đó. Và cái mà các bạn sẽ thấy ở đây đó chính là khi mà thuốc lá của Nasos xuất hiện ấy, thì nó không phải là cái hơi hướng thuốc lá hừng hực quá đà, mà nó vẫn bị một cái xích, đó chính là cái nét ngọt ngào và cái nét mềm mại hơi dính nhẹ của mật ong. Nó cũng sẽ làm cho cái mùi hương có một cái sự hòa quyện rất là nhuần nhuyễn, cảm giác rằng cái con quái thú thuốc lá ở Nasos nó gần như rằng bị xích lại và nó rất là hiền, rất là ngoan. Và cái tông mùi chủ đạo mà các bạn sẽ nhận thấy đó chính là lavender kết hợp cùng với gia vị cay cùng với thuốc cùng với mật ong. Cái này nó sẽ xoay chuyển trong toàn bộ cái quá trình mà bạn mặc cái mùi hương này lên da. Lúc đầu thì lavender, gia vị cùng với mật ong, lúc sau thì sẽ là mật ong cùng với gia vị cay cay ấm ấm và một chút bột đến từ lavender. Nó chỉ xoay chuyển như thế thôi. Còn thực sự thì cái hiệu ứng này khi mà blend nó quá nhuần nhuyễn, nó làm chúng ta nghĩ tới tất cả những cái mùi thuốc lá ngoài đời sống hàng ngày. Và bật mí thêm chia sẻ với các bạn, đó chính là thuốc lá ngoài đời sống ấy, thì sau một cái quá trình người ta sao và người ta phơi thì gần như rằng là nó đã bị mất mùi và chỉ có cái chất nicotine thôi, chất gây nghiện. Và sau đó thì người ta sẽ phải tẩm thêm hương vị vào để gọi là kích thích khứu giác và tạo cái cảm giác hấp dẫn hơn dành cho người hút. Và đó cũng là cái lý do mà có nhiều thương hiệu thuốc lá mà họ cũng có rất nhiều những cái mùi khác nhau, có thể là bạc hà, có thể là vanilla. Đây là một cái mà mình đã trải nghiệm, tại vì nhà mình là một nhà tạp hóa và bán rất nhiều những loại thuốc. Và trước đây thì cũng thời gian công tác trong ngành thì cũng đã một vài lần đi mua thuốc cho các sếp. Những cái loại thuốc cao cấp nó cũng có mùi thơm rất là dễ chịu và đặc biệt. Và ở đây thì cái hướng mà Nasos người ta lựa chọn đó là mix cùng với mật ong tạo nên một cái sự ngọt ngào mềm dính, dính dính nhẹ thôi, kiểu để có thể liên kết thuốc lá với những nhóm hương khác, chứ không phải là kiểu thuốc lá cùng với bạc hà hay là những cái hương vị khác. Thì đây là một cái mà mình đánh giá cực kỳ cao, và đó cũng là cái lý do tại sao mà Nasos của Sejop nó lại nổi tiếng, lại hot pick đến như vậy ở trong mùa đông tất cả các năm vừa qua kể từ khi nó ra mắt. Và đương nhiên nếu như các bạn tạo ra được một cái mùi hương nó
gần gũi, dễ hình dung, thì chắc chắn rằng cái việc mà chai nước hoa này bán chạy là điều hoàn toàn được công nhận. Mình không hề chê, mình đảm bảo rằng là dù có ai chơi nước hoa đi chăng nữa, có muốn chê na sốt của Sherzop ấy, thì chắc là cũng chỉ chê là bây giờ bản mới nó không ngon hay là giá thành nó quá cao thôi. Nhưng mà với người dùng cơ bản chưa được trải nghiệm quá nhiều mùi thuốc lá, cũng không có yêu cầu quá nhiều, thì cái việc mà các bạn ngửi na sốt phát các bạn dính luôn, nó là chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì sai cả. Và đây cũng là một trong những chai nước hoa mà tôi nghĩ rằng là nếu mà người dùng cơ bản muốn chi một số tiền lớn, vừa thương hiệu nít này, vừa đắt tiền này, có lịch sử này, cũng như là mùi nịnh mũi, thì đây là một trong những thương hiệu và lựa chọn quá là ổn. Còn nếu mà để đánh giá ở trên cái góc độ đó là người chơi, là chai nước hoa này có gì để chê không, thì có lẽ rằng là kiểu vạch lá tìm sâu thì kiểu gì cũng có. Nhiều ông cũng sẽ nói rằng với na sốt thì mình không thấy thuốc lá quá nhiều, toàn ngọt thôi. Rồi một cái mùi ngọt như thế này thì ngửi lâu lâu rồi cũng sẽ chán. Nhưng mà nếu mà đặt địa vị là người dùng thì mình đảm bảo bạn sẽ cực kỳ. Tiếp tới thì sẽ là cái phần hiệu năng. Đây là một cái mà có lẽ nhiều người sẽ rất là cân nhắc. Tại vì cái phiên bản mà mình thử từ 2019 thì mình nhớ rằng na sốt của Sherzop nó có một cái hiệu năng cực kỳ tốt, phải nói rằng quá quá tốt luôn. Chưa kể là chai đẹp nhá, chai quá đẹp, với cái màu làm thủy tinh mờ đục, xong rồi cái phần dui màu vàng cũng có sự tương phản luôn. Thì mình nhớ 2019 mình thử na sốt lưu khoảng tầm hơn 10 tiếng, tỏa tầm một cánh tay, và lúc đó thì mình cảm thấy hơi ngại ngùng, chưa đủ tự tin để mặc na sốt. Nhưng mà với cái phiên bản ở trên tay mình đây thì mình thấy là ở đây nó ghi là lô là 24122N, thì khả năng chắc là bản 22, bản 2022, thì mình thấy na sốt ở cái phiên bản này nó đã giảm độ tỏa lại đâu đó tầm hơn nửa cánh tay đến gần một cánh tay thôi, và sẽ giảm dần theo thời gian, và lưu trên da mình vẫn đâu đó tầm 7 tiếng. Mình thấy như thế là quá đủ. Cảm giác cái phiên bản chỉnh sửa này nó sẽ vừa vặn hơn. Còn cái phiên bản vintage, cái chai vuông vuông thì tôi chưa được thử nên là tôi cũng không dám ý kiến. Nhưng mà với cái phiên bản mà tôi đang có trên tay, bản 22, tôi đoán là vậy, thì đây là một cái phiên bản tôi thấy quá hợp lý rồi. Chỉ cần thế này thôi, tôi cũng không cần phải bám quả khủng như cái phiên bản cũ làm gì cả. Thì đó là cái chia sẻ của mình về cái phần hiệu năng. Và cuối cùng đó là ăn mặc như thế nào, phong cách như thế nào và nơi mình đến như thế nào sẽ phù hợp với na sốt của Sherzop. Thì cái này là một cái mà mình cũng nghiệm ra khi mà mình mặc cái mùi hương này. Đó là na sốt không hề trẻ, không hề trẻ trung, không hề nổi bật. Nó có thể không trẻ như là The One của DNG, nó cũng không phải là quá hừng hực tạo cái cảm giác kiểu vitamin hung hăng như là Red Tobacco của Mancera với một độ bám quả quá khủng khiếp, hay là quá ngọt như con 18.21 Sweet Tobacco. Nhưng nó cũng không bị quá già với cái phần top note lên kiểu thuốc bắc dầu gió giống như Tom Ford Tobacco Vani, con đấy thì lại bị kiểu trưởng thành quá. Với na sốt của Sherzop thì mình đánh giá đây là một mùi hương sẽ hợp với những anh chàng ở độ tuổi tầm 25-27 cho đến tầm 30-35 tuổi, một độ tuổi mà các bạn đã có trải nghiệm vừa đủ, các bạn sẽ định hình được cái phong cách ăn mặc, có thể là suit up, có thể là những cái hơi hướng kiểu hơi Âu phục châu Âu và business, làm những cái công việc sang trọng, đề cao một cái tính lịch sự chỉn chu nhất có thể. Thì đây là một trong những cái mùi có hơi hướng mặc như vậy, có nghĩa là nó sẽ không quá trẻ trung nhưng mà nó cũng không phải là cái hơi hướng mùi quá non nớt. Và cái mà mình thích ở na sốt nữa đó là cái việc mà cái sự blend giữa mật ong ở trong này nó tạo ra một cái sự cuốn hút vừa đủ, rất thời thượng, rất hiện đại. Nhưng mà với mình thì nó lại mất đi một cái sự táo bạo của cái thuốc lá mà nước hoa đã xây dựng ở trong những cái sáng tạo, hay là kể cả ở ngoài đời sống hàng ngày. Tại vì với mình ấy, thì thuốc lá nó phải có một cái nét hơi gai góc bụi bặm, còn đối với na sốt thì nó lại quá là chỉn chu, quá là kiểu an toàn ở trong cái phạm vi của nó. Nó không có một cái sự kiểu phá cách. Nên là ok, thì na sốt nó sẽ phù hợp với những anh chàng 25-27 đi làm công việc văn phòng, ăn mặc lịch sự,
có điều kiện đủ tài chính để lựa chọn những cái lựa mùi hương đâu đó 5 đến 7 triệu đồng. Đó. Và bên cạnh thì sẽ là một cái hiệu năng cũng như là một cái sự cuốn hút ngọt ngào, thời thượng, thế thôi là hoàn toàn có thể mặc được. Và bạn có thể mặc cái mùi hương này để đi làm rất ok, không vấn đề gì cả, vào những ngày trời lạnh đâu đó tầm dưới 25 độ C. Và bạn cũng có thể hoàn toàn mặc mùi hương này đi chơi. Nó cũng có thể coi là một trong những mùi signature scent để các bạn mặc vào mọi mùa đông. Từ giờ cho chắc là cho đến 5-10 năm nữa, mình nghĩ rằng NARCISSUS nó cũng không bao giờ lỗi thời cả. Và vừa rồi thì là cảm nhận của mình về NARCISSUS và một vài điều hay ho chia sẻ qua em nó. Nếu như các bạn muốn mình làm review thêm con nào của nhà Shizop thì các bạn hãy chia sẻ ở bên dưới. Và đương nhiên thì số sau sẽ là cái số đi phỏng vấn em này cùng với Herod. Nhớ đón xem và người rồi thì nhớ bình luận ở phía dưới nhá. Rất là cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.